Theo đó, nông dân cần áp dụng các biện pháp quản lý tổng hợp đối với bệnh virus gây hại trên cây cà chua, hoa cúc như luân canh cây trồng, sử dụng giống kháng bệnh, kiểm soát bọ trĩ, bọ phấn, rầy rệp làm môi giới truyền bệnh. Với cây cà phê, cần chú trọng vệ sinh vườn, phát dọn cỏ dại, quản lý tốt bệnh khô cành, rỉ sắt, nấm hồng, bọ xít muỗi. Đặc biệt, hạn chế và đi đến chấm dứt sử dụng các hoạt chất glyphosate để phòng trừ cỏ dại. Riêng cây lúa, cần theo dõi chặt chẽ và phòng trừ kịp thời bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông, khô vàng chuột, ốc bưu vàng, theo hướng dẫn của cơ quan nông nghiệp địa phương nhằm đảm bảo năng suất sau thu hoạch.